Không thể trèo lên mái nhà, nhiều gia đình đu chen cờ Tổ quốc với cửa cuốn cực nghệ, trùng cuối đáng yêu thôi rồi. Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục lan truyền những hình ảnh về lá cờ Việt Nam trên các mái nhà bằng tôn. Những ảnh video này đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người không chỉ để lại những bình luận thể hiện lòng yêu nước, tự hào mà còn hăng hái rủ nhau tham gia, biến hành động này thành một hiện tượng trên không gian số. Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước hưởng ứng trào lưu rất sôi nổi như một hành động nhỏ đầy ý nghĩa đón mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Một số gia đình sân thượng không có mái hoặc không thể leo lên vì nguy hiểm đã cực kỳ sáng tạo thay mái nhà bằng cửa cuốn để thể hiện lòng yêu nước của mình. Cũng vẫn là màu cờ đỏ với ngôi sao vàng nổi bần bật, mỗi gia đình lại có cách sáng tạo riêng nhưng tựu chung lại đều vô cùng chỉn chu, tỉ mỉ, chứa tràn niềm tin yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc. Và trùng cuối, không có mái nhà, chẳng có cửa cuốn, nhưng một lá quốc kỳ bé xinh cũng xuất hiện bên cổng nhà, khiến nhiều người suýt xoa khen đẹp. Dân tộc Việt Nam chỉ có một, nhưng sự sáng tạo và tình yêu quê hương thì có hàng vạn. Đẹp quá, phải không các bạn ơi? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TVGens, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.